Vâng, em xin chào các bác. Đấy, hôm nay em tiếp tục đem cho các bác ở đây là một cái bộ của âm ly và loa nha các bác nhé. Âm ly ghép với một cặp loa của Onkyo và Denon nhé. Bộ rebound của Denon 101 kết hợp với đôi loa Onkyo D305F dòng loa cây. Đấy, bộ này thì là kích thước rất là nhỏ gọn và mình đặt ở trên kệ TV rất là hợp lý. Và rất nhiều bác đang hỏi các dòng loa cây này là để là gì, mục đích của các bác là đặt trên kệ TV để làm sao cho cái loa nó sẽ cao bằng cái TV của mình hoặc là cao sấp xỉ bằng TV của mình để nó thành ra hai cái loa hai bên nhìn cho đẹp. Nhiều bác là đặt các cái loa mini ấy thì là nó lại thấp quá đấy, nhiều khi nó lại đặt chơi vơi ở phía dưới cái TV đấy, thì nó không được đẹp. Thì các bác cái thích những cái dòng loa cây như này đặt lên cho nó hai bên cho nó sang, nó kiểu song song với cái TV đằng sau, ví dụ như kia là màn hình TV chẳng hạn đấy, thì hai cái loa nó sẽ như thế này, nhìn nó sẽ cân xứng với cái TV hơn thì em nó sẽ hay hơn nhé. À, em ví dụ thế thôi. Còn đây là ở đây em bán là bộ này sẽ gồm có một bộ rè bao của đến nằm ở phía sau kia, bộ D101 và cặp loa D305F dòng loa 2 bass 1 tép của Onkyo nhé. Loa này thì mỗi loa có công suất khoảng tầm 100W max, kiểu kháng 6 ohm. Mỗi loa bát là được trang bị thì là một cái loa viền 14 cm và một chép đom viền là 10.5 cm. Con này dùng để nghe các cái dòng như guitar không lời như thế này hay là nhạc vàng rất là hay. Mời các bác nghe một chút âm của nó nhé. Khi mà mình đặt vào nó như này nhá. Đấy. Đấy, ok, nó sẽ như này, có thể không ạ? Đấy nhá. Đấy, âm đi đây. Âm ly nó sẽ gồm có một rè, một bao nhá. Cái đây là cái bao ở thì nó chỉ là công suất đấy, tác dụng nó chỉ là công suất, và cái rè ở trên này tác dụng của nó sẽ là để nhận tín hiệu đầu vào và tinh chỉnh bát tép đấy. Thì cái việc mà nó phân chia riêng biệt từng các cái nhiệm vụ ra như thế này đấy, thì là nó sẽ cho cái đôi cho cái âm ly và cái rè này, thì cái rè và cái bao này nó sẽ làm cho cái bộ này nó phát huy tối đa hơn chất âm của nó nhé. Đấy, các bạn thấy không ạ? Tình chỉnh rất là tuyệt vời nhé. Đấy, với một cách tình chỉnh nó sẽ có một âm thanh khác nhau.
Ok nhá, thì đấy là cặp loa D305F và cái con âm đi Repow Đền Đông D101 nhá. Đấy thì cả bộ này giá của nó là 5.600.000 đồng. Bác nào đang có nhu cầu mua vui lòng liên hệ số điện thoại là 0979 891682 hoặc là 0966 594581 giúp em nhé. Xin chào các bác ạ. Vâng.